Khi mà có mọi người lâu lắm rồi anh em mới gặp được cái loại này đấy, đấy. Cái cái cổ nó vàng sợ nhỉ, cái mắt nó lưỡi nó lè ra gì này, nó mổ bất cứ lúc nào ấy, nó quay lại nó mổ ấy, khỏe tuyệt đối không làm theo nhá. Bao nhiêu ý ý rồi kia thằng Tuyên ấy, thằng này ấy, xem nào, cho nó giúp đâu rồi, đâu kia nó chui lên kia rồi. Mẹ con này to thế, nhìn xem nào, cẩn thận đấy, con này nó lao nhanh thật, dã man thật, con này to mà. Chú nó rút vào đâu rồi? Em mới nhìn thấy cái đuôi. Lão ghê thật luôn. Thằng Tuyên sụp sụp cái bụi ở đấy xem nào. Mẹ em. Kinh thật. Cái đuôi nó khá to ấy. Nhanh thế nhỉ. Thử ra đằng này xem nào, xuống rồi. Xem nó có bám hay này không? Mẹ đây hỏi. Cái bụi này không biết như thế nào đâu. Mẹ con này to nhỉ. Con này đen xi nữa. Em chẳng nhìn thấy thân đâu, nhưng mà thấy cái đuôi ấy mà. Nó lướt nhanh quá anh em, mình không kịp nhìn. Không kịp nhìn, không kịp nhìn. Ôi, sang bên này rồi. Đâu, kìa. Nó sang bên đây rồi, sang bên kia rồi. Đi sang bên kia đi. Đây, chui xuống đây rồi. Chui xuống này, đây, dưới này. Nhanh. Kìa. Chui qua đi, cẩn thận, nó theo gai đấy. Này vớt cái này sang. Đấy. Sang sang đi. Nhanh lên. Đâu rồi. Kìa. Ui giời ơi. Ui mẹ con này lao nhanh thật đi. Ui mọi người. Ui đây rồi. Ui mẹ con đừng khổng lồ. Sướng ơi. Mày tránh xa con này ra nhanh lên. Tránh xa nè. Con hổ chúa rồi. Hổ chúa. Ôi ôi. Lâu lắm không nhìn thấy con chúa to này. Ui mọi người này. Ui ôi. Mà con này dài lên 5-6 mét chứ còn đùa đâu. Ui là. Ui ôi. Bây giờ nó nhìn thấy người chặn đầu này là. Lo. Nó quay lại nó tấn công đấy. Ui khiếp thế. Ui ôi là. Mọi người. Ui giời ơi. Ui. Ui kinh khủng luôn. Ui. Ui nó đuổi theo này. Nó ngóng này. Kiếp. Đừng mày tránh xa ra. Tránh xa ra. Anh Trái ơi, nhanh Trái ơi. Trái. Kinh. Này này, con hổ chúa này. Kinh nhật. Ui, hổ chúa đeo to thế. Ui ui. Ui mọi người. Đây cho mọi người xem này. À. Ui dồi ôi. Ui. Khiếp nhỉ, con này to thật. Ui dồi ôi. Sợ thật. Đéo to thế. Hả? Ui dồi nó bành kìa. Con này của chúa cũ bỏ đây. Ui dồi ôi, con này nó to. Ui nó bành lên. Mọi người nhìn này. Ui dồi ôi. Nó dựng kinh. Mọi người nhìn này. Ôi con này nó to gì to này. Ui cái đầu nó nhìn kinh nhé. Mẹ đầu cũ mẹ rồi. Này. Con này già lắm rồi. Con này con cũ rồi. Con này nó già. Ui ui này. Ui ôi. Con này phải hồ chúa cũ. Mẹ con này phải đến 30 cân đâu. Con này kinh nhỉ. Này phải hơn đấy. Cẩn thận nó quay đầu này. Mẹ mọi người ui. Nó to này. Nó to thật. Chả có mùi. Mùi này mùi không có mùi vị gì cả. Ôi mọi người. Con này mọi người nhìn thấy chưa? Ui giời to bằng bắp đùi ông. Ui. To bằng bắp đùi ông sư phụ luôn. Ui giời ơi. Mọi người nhìn nó vẻ vẻ chưa? Dã man này. Quá khủng khiếp luôn. Ui cẩn thận đi. Khiếp nhỉ.
mà nó lao nhanh lắm. Ô to này á. Ôi nhìn nhìn cái đuôi mà nó. Tổ nó kinh khủng. Nó thở ác này. Gân guốc này. Ôi to thật. Kỳ mọi người nhìn. Ôi thật anh. Mày nhấp luôn đấy anh bảo. Thật đây lúc qua đã ơi. Cho ra ngoài này sữa. Cho ngoài này cho sáng. Cho ra ngoài kia cho sáng. Dã man. Dã man. Không vui rồi. Nó vặn. Nó vặn nó ngoái ra đấy. Ui mọi người thấy không? Ui. Lặng. Lặng trịch kìa. Vừa nó lao nhanh lắm. Bọn này khi gặp người là nó không lao nữa. Ê mọi người nhìn. Vật vã. Ui. Ui cẩn thận anh. Ui. Tiếp cái đoạn thân thôi này. Ui nó quay. Ui trời. Con này là con cụ rồi. Đại cụ. Ôi kìa nó quay đâu kìa. Sướng kìa. Cẩn thận. Nó nhanh ấy nó không chậm đâu. Đừng nghĩ nó to mà nó. Ui nó rất là to mọi người. Ui trời. Mọi người để thấy một con hổ chúa to này. Nó là một điều hiếm thấy luôn. À hay là khu anh em mình đây nó rất gần rừng. Thì nó sẽ xuống kiếm mồi vào cái mùa này mọi người nhé. Mẹ, nó to nhá. Kìa kìa kìa. Mọi người thấy không? Khủng khiếp nhá. Ui giời. Mẹ. Ui giời. Ui giời. Ui ác nhỉ. Mẹ mới đầu mình nhìn cái đuôi đằng sau này đen xì. Lúc ấy nó lao nhanh lắm. Rồi. Ghê luôn. Ui. Ui giời. Bê không nổi luôn ạ. Không. Bê không nổi luôn. Mọi người nhìn này. Con này dài phải đến 5 mét không? 5 mét đấy. Con này cũng phải tầm 4 mét chứ. Kinh to nhỉ. To dã man. Quá là kinh khủng như con này mọi người. Cái vảy rác này. Cái mùa này nó xuống tìm ăn đúng không anh? Mùa này xuống dưới thấp này nó mới có đồ mồi, trên cao nó cạn nó khô rồi. Nó không còn mồi ăn nữa. Cái vảy tẩm lợn. Ác man. Kinh nhỉ. Con này này. Ui giời. Cái cảm giác chinh phục cái loại này nó phê mọi người. Cầm nó có tướng nhỉ. Ui cái mặt. Cái mặt nó dã man luôn này. Mắt nó con người này. Đấy, để em thử cầm. Lần đầu tiên cầm cái loại này đấy. Cầm cái loại chuốt này, loài rắn này. Cầm cái đấy không nó quay lại là nguy hiểm đấy nhá. Ui. Ui trời ơi. Mẹ lần đầu tiên cầm mọi người. Cái đầu của nó bành kinh kìa. Đây mọi người này. Mọi người nhìn cái đỉnh đầu của nó này. Kinh nhỉ. Đẹp nhá. Đẹp thế. Cái hoa văn này. Cái mắt của nó này mọi người này. Đấy. Đấy. Đấy mọi người. Lần đầu tiên mình chinh phục cái con chúa tể loài rắn này. Đấy mọi người thấy chưa. Một con hổ chúa kinh khủng. Kinh khủng khiếp luôn. Mấy mà con này cầm không hết được đến tay nhá mọi người nhìn này. Con này phải bắp đuôi. Cầm phê mọi người ạ. Đây, cho mọi người xem. Con này nếu mà tính vanh thì là vanh 40. Ui dồi. Nó phản ứng rất là khá là nhanh nhá mọi người. Không hề bé đâu. Kìa kìa. Cái đầu nó to, nó che luôn cả mặt, nó sư phụ luôn này. Nó bành ra kinh luôn nhá. Mình cầm không hết thẳng cái thân của nó. Úi giời. Úi giời, úi giời. Úi giời, nó dựng lên nhìn. Mỗi tội loại này không có tiền. Loại này thì chịu chết rồi. Nhưng mà mình cảm giác mình chinh phục được nó sướng nhỉ. Con này mình cũng cảm giác là rất vừa run vừa sướng. Vừa run vừa sướng. Mày tên là sướng rồi đấy. To nhỉ. Dã man. Ôi. Dã man. Con này. Nó như con nào to bằng con này. Con này nặng anh nhỉ. Con này 30 cân. Con này phải to nhất từ trước này đấy. Cầm cái đầu của nó lên mình cảm giác mình cầm con cái. Mày để anh. Cái gì anh bắt xong thử xem là túm đầu thử xem là sóng đầu là ấy nhá. Túm đầu. Ấy. Ui cẩn thận anh ơi. Túm đầu cho. Này em cầm cái. Úi giời. Con này nó phản ứng rất là nhanh đấy, mọi người thấy không? Cảm giác được gặp cái loại này nó là một cái điều mà gọi là một cái
duyên mà không mấy khi mà có mọi người nhé. Lâu lắm rồi anh em mới gặp được cái loại này đấy. Đấy, cái cổ nó vàng, sợ nhỉ. Cái mắt nó lưỡi nó lè ra nhìn. Này nó mổ bất cứ lúc nào ấy. Nó quay lại nó mổ ấy. Đây là nó đang theo cái trang. Mọi người có thể thấy một con hổ mang chúa nó to cỡ như này lần nào chứ. Đấy, cầm mà không cần không hết này. Thường thường đâu à? Thường có hồi xưa. À, thường cắm ngoài kia kìa. Lên thử cái đuôi đằng kia đâu. Loại này là chỉ có đẹp thường thôi. Cái đuôi này. Kinh nhỉ. Ui giời, đen bóng luôn. Bỏ ra mà. Run. Run đấy. Là gặp cái loại này. Lần đầu tiên em cầm con này run thật. Anh em mình đi bao nhiêu lần nhưng mà cứ gặp một cái loại này đúng là tim nó muốn nhảy ra ngoài. Ấy. Quá khỏe luôn mọi người. Được, đang giữ được. Cực khỏe luôn đấy. Con này rất là khỏe. Mọi người tuyệt đối không làm theo nhé. Sư phụ đi bao nhiêu. Ui. Ui giời ơi. Con Tuyên kéo vào đây. Kìa. Bạo vác nhanh lên. Mọi người thấy không? Mọi người quấn em. Ui giời. Con hổ băng chúa đẳng cấp. Kinh dài mướt man luôn này. Ui giời ơi. Phải nói là kinh khủng luôn. Mọi người thấy tảm nhận. Nó phì này. Ba người vác. Mọi người thấy không? Ui cái lanh. Đấy. Cái này mà không may mà lấy vào thì đúng là hết hơi đấy. Đấy. Tối hết. Ui giời thực sướng nó đẻ lên vai nó vác kìa mọi người. Nặng quá mọi người. Như cây chuối luôn chứ không phải đấy đâu. Cảm giác mỏi tay. Đấy mọi người nhá, thì đây là một cái loài động vật mà nó nằm trong sách đỏ. Anh em mình sẽ không được bắt. Đấy. Nào, hạ xuống. Hạ xuống nào. Hạ xuống đi. Khi mà đi săn mà gặp được nó là một cái cơ duyên. Mọi người nhá. Nó là một cái cơ duyên. Ui nó đuổi. Tuyệt. Thôi mọi người nhá. Thì nói chung là nó là một cái duyên để mà gặp được những cái ông cụ rắn rất là to này. Thì anh em mình sẽ không bắt mà chỉ review cho mọi người xem. Đấy, được một cái cảm giác. Ê, mọi người thấy có thể đi rất là nhanh. Kẹp rồi. Nhanh. Nói chuyện đi nhanh lắm. Anh em mình sẽ kết thúc video đây mọi người nhá. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team 6 ở thuộc vùng cao. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Đi về đi cả đó. Kinh, con kia nó lướt nhanh nhỉ. Ê, đi hết ra kia rồi. Chạy ra kia rồi.